chào cô chú anh chị, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã quay lại video của em. Hôm nay Tiên lại quay video lặn biển cho mọi người xem. Hiện tại cũng đã 6 rưỡi tối rồi. Mấy anh em mình đang có thẻ trôi để câu mực. Cứ chiều này thẻ trôi câu mực như thế này. Hiện tại anh Tâm được thêm một con nữa này. Nhỏ con gì? Được một con mực đầu tiên. Rồi, anh Tâm giờ được thêm một con nữa. Nãy giờ kéo được hai con rồi, của anh Tâm không? Cứ buổi chiều là mấy em mình sẽ thể trôi câu mực như thế này. Mấy bữa trước thì câu không có đâu. Hôm nay câu được ba con, chưa có ai được mình anh Tâm câu được rồi. Con mực này to kéo nghi nặng tay này. Như lần trước mấy đêm mình câu một buổi chiều 90 kg, mười mấy ký luôn. To ạ. Vâng đâu. Thì mãi luôn. Em hi được một con nặng thịt luôn kìa. Nó huyệt một cái con này tầm khoảng kỳ mấy ký ạ, kỳ hai kỳ ba ạ. Trong dưới 20 cm. Để là nó gồng lên trước lắm, để thử con em hi đi như thế nào. Và nó xịt ra đen tui cái túi luôn này. Nó muốn cằn mày. Đó. Sợ cái gà. Sức. Đó. Kéo vô luôn. Em ngựa con anh Tâm mới vừa lên được. Đúng á, tầm chiếc là đúng á. Hai con xuôi nhá lên. Ngang ngửa luôn. Đẹp quá, cứ được con này cũng như vậy thôi chứ màu có ký lắm. Sau 15 phút thì ở phía sau này tổng cộng được 4 con. Chắc nước vậy, nó xịt cái túi da đen thui luôn. Đấy, anh Tâm câu ở phía sau này hết được 4 con luôn. Anh Lỡ với anh Thiệu với anh Tám mình chưa may mắn được con nào. Hy vọng kéo được con to to như thế này đây. Con này phải 1,5 kg luôn. Đó. Tươi lắm. Tươi giói luôn. Mực tươi như thế này làm món gì cũng ngon. Luộc lần chấm với có mắm thêm tí rượu nữa là phê luôn á. Giờ thì mực nó cũng mỏng ăn rồi. Tổng còn 6 con, phía trước kia thì 2 con, phía sau này 4 con. 4 con với 6 con còn lại tầm khoảng 3 kg. Đó đó. Mới vừa nói. Anh Tám mình được thêm một con nữa. Cứ có mực là kèm theo cái vợt. May mực nó to. Xịt ra liền mạo luôn. Có lại. Rồi lấy nó lòng vào lù để thu lỗ. Nhìn đẹp quá. Kéo mực này cũng đẻ tay lắm. Nó quyệt quyệt nặng món cái cần. Để mà câu mực nhạy thì anh em sẽ dùng cây cần như thế này. Câu ké thì không còn dùng đâu. Nó cũng nhừng ăn rồi. Rồi xem thơ thì cũng hết câu mực. Mực không có ăn nữa. Tới giờ làm cũng anh em dẹp tôm, dẹp cần Mỹ. Anh em mình cứ chiều câu giải trí chơi chứ thật ra cũng không phải là cố câu mực để làm nghề câu mực thì sẽ làm nguyên đêm.
Và câu mấy anh em mình thì chỉ câu một tí nó hết ăn nữa là nghỉ à. Đây một son này để mang tất nước tí anh em muối ở phía trước. Giờ thì Tiên cũng vô đồ để lặn thôi, cứ đúng giờ là vô đồ để lặn. Đây đẹp quá. Con nào con nấy to tổ bố luôn, nhất là cái con to to này nè. À, nó mới. Để ý cái con mực mà nó tươi á thì cái con mắt của nó có màu xanh minơ nè. Cái này tầm 3 ký mấy. Cũng kiếm 700-800 nghìn cái kiệu. Đủ tiền giàu rồi cho đêm nay. Rồi thôi giờ thì tài của Tiên nè, em Trương, anh Lỡ với lại anh Năm mình sẽ vô đồ để lặn về anh Thiện. Cuối cùng thì bắt đầu mình cũng vô tới vị trí để lặn rồi. Đây là em Cương nè, em Cương giờ đổ mẻ về lặn được rồi nha. Lặn được 3 hôm rồi. Đu. Giờ là anh Lỡ chờ anh Năm mình hẹ ghe để nhảy. Mọi thứ vô sẵn sàng rồi. Cương là khó à. Thôi đi à. Ủa Tiên thường mới tập lặn thì ít cho đeo đai cổ. Lặn khoảng 1 năm 2 năm thì đeo đai cổ thoải mái. Cái đai cổ này cái sợi giống Tiên nè. Có cái sợi này để đi nó đầm hơn, đỡ tuột chân. Ué. Cái nhái nổi cái cờ luôn, cái liềm á. Rồi, chuẩn bị tới nè, chuẩn bị hè ghe này anh em mình sẽ nhảy. Thường anh em mình sẽ có một cái địa điểm hải sản nhiều. Nếu mà lặn thưa thì sẽ tập trung về cái điểm chính của anh em. Đây. Lạnh, chuẩn bị lạnh lại nè. Ừ, lạnh. Mày. Mày. Tiên mới vừa nhảy xuống con hải sản đầu tiên là một con mực lé. Hình như cái con này nó bị tật nè. Ồ, Tiên đã bắt được rồi. Quả thật mà nói thì con này bị một con ké săn đứt khớp một cái vì, cho nên nó mới yếu như thế này. Đấy, nó đang có chuẩn bị lành lại rồi. Tiên sẽ bắt luôn. Do là mực lé nó có giết lì á, cho nên Tiên sẽ bỏ một cái vật riêng, chứ bỏ chung với vật hải sản ké ốc thì nó sẽ hư mực. Tiên được thêm một con ốc bu nè. Cái con ốc bu này không tự dưng nó nằm ở phía ngoài này, chắc là đang chuẩn bị đi săn. Thức ăn của ốc bu là những cái con sao biển. Loại này thì có thể lớn to hơn một chút, nhưng mà con này thì cũng đã khá là to rồi. Giá ốc bu này thì tầm khoảng 35 đến 55 nghìn một con. Chỗ này có tận 2 con ké, một con ké bò hòn với là một con ké thia xanh. Ké thia xanh thì anh em Tiên không có bắt để ăn đâu, chủ yếu là bắt con ké bò hòn này. Ké này thì nướng mỏi ăn khỏi chê. Thêm một con ốc ăn nữa. Mấy cái con ốc ăn này có vùng nhiều lắm,
tiền đi đúng cái giọt mà đúng góc này rồi á, đi có thể là một tăng mà vài chục con luôn. Thể hiện một em cái kinh trắng là cái kinh này nếu mà đi gặp may gặp ổ á, có thể là 100 đến 200 kg luôn, nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ không trúng ổ rồi. Ái chà, thêm một con cái kình nữa đây, không biết có may mắn trúng ổ không, chắc là không rồi. Nếu mà trúng thì đi một chỗ 2-3 con lận. Tiên gặp một em hào hương nằm trên chóp đá nè. Đúng là cái con hào hương nó sẽ nằm dưới tảng đá, không hiểu sao con này sinh sản sao ở trên chóp đá luôn, dễ chọt ghê á. Tiên chọt vài ba phát là được nó rồi nè. Chỗ này có vẻ là có dấu cái kình lừa thừa, không dài cho mấy nhưng mà lâu lâu đường con thì cũng được. Tiên chỉ được 4-5 con liên tiếp rồi đây. Một em hả xăm gai. Cái hả xăm gai bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 8 là bắt đẻ cái tay luôn. Nhưng mà tháng này nước lạnh á, nó nấp đâu hết cũng không có luôn. Tiên đi lâu lâu mới được một con, một tăng có thể là 3-4-5-6 con thôi, chứ không có dài dẻ như tháng 4. Công nhận là cái con cá thèn đé này màu sắc rất là đẹp luôn. Nhưng mà con này nó không có to nữa nha, cho nên Thiên gặp thì sẽ bắt ngay. Cô chú anh chị biết cua này là cua gì không? Ở Thiên gọi là cua nổ đó. Cái con cua này chẳng may mình ăn phải thì đi chầu ông Vương luôn, không có sống nổi, nó say nọc độc rất là keo luôn. Ăn vào là ngấm của tỏi ngay. Một em ốc bàn tay nữa nè. Cái ốc bàn tay này Thiên mua về hay luộc lên, về đập rê, lấy thịt của nó chấm với cái mắm gừng ăn thì nó mới ngon. Dưới cái tảng đá này Thiên phát hiện ra một con cá nanh heo, ở Thiên còn gọi là con cá chim bú. Ồ, nó chạy vô đằng sau quá. Ồ, có một con cá chim vàng nữa. Con nhận là mấy cái tảng đá sâu sâu to to bự bự như này nó hay có chiếc bạc hải sản rất lì cao lắm. Nó chạy mất thích rồi. Cái hang sâu quá Thiên không dám chui vào. Chui vào chẳng may mà bị sự cố oxy thì ngán lắm. Thiên sẽ bắt cái con cá chèm này. Mấy con cá chèm này ở tảng đá này cũng nhiều, nhưng mà hình như cái chỗ này có một khi điện đi qua bắn không thấy con cá chèm nào luôn, được một con thôi. Kia điện đi qua là tuyệt chủng luôn à. Con cá kình trắng này hình như đã bị anh em xâm trọng thương chạy về phía Tiên này, để Tiên diệt thử bắt có được không. Tuy nó vậy thôi chứ mà đâm không ngay thì nó chạy một phát mất luôn. Rồi Tiên đã xâm được rồi. Mấy con cái kình này thương lá chuộng mua lắm. Cái chỗ này Tiên phát hiện ra một cái con gì không biết tên luôn. Đây cô chú anh chị theo dõi cái con này nè. Nó tựa như một cái sợi dây rất chi là dài. Tiên độ nó khoảng 3 đến 4 mét hoặc có thể là 5 mét luôn á. Đấy, nó có trắng đen, sọc trắng sọc đen, quét rồi già luôn. Để Tiên kéo như thế nào. Ồ, hình như thân của nó là mồm buồn à, như cái cọng dây thun chẳng khác gì. Nó già kinh khủng luôn, Tiên nhìn mà sợ luôn đó. Nhưng mà con này thì Tiên không có biết tên. Ồ, nó quét trời già luôn. Nhưng mà con nhận cũng đẹp phết. Cái này chơi cảnh cũng lẹ lẹ đẹp nè. Chẳng khác gì cái cọng dây thun hết trơn à. Nó buộc lại nữa chứ. Loại này thì không biết ăn có được không, nhưng mà thôi nhìn nó cũng xấu xí, cũng không có đáng để ăn. Tiên quay thấy nó đẹp đẹp để quay gửi tới cho cô chú anh chị xem. Những sinh vật ở dưới biển thì rất là đa dạng và phong phú, mình thì chưa khám phá hết nổi dưới đại dương đâu. Ốc này ở Tiên gọi là ốc càng hoặc là ốc bàn tay. Là ốc này thì thịt của nó luộc lên dễ lấy hơn nè, không cần phải đập cái vỏ. Luộc lâu lâu mềm ăn nó mới ngon. Ôi chà chà, Tiên phát hiện một ổ ốc quắn luôn. Cái con ốc này á, mỗi lần Tiên đi không có gặp ổ như này đâu. Không, tự dưng này Tiên mới biết là nó đẻ là nó gom là một ổ nhiều như thế này đây. Ốc quắn này thì thịt của nó ăn cũng ngon tựa như là ốc đỏ vậy. Nhưng mà giá trị bán cho thương lái thì không có mua. Tầm có 15 đến 20 nghìn 1 kg thôi. Wow, nó nhiều ghê. Cái đống này tầm khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg luôn. Với cái con này á thì nó không có khả năng to về to hơn nữa, cho nên như thế này là đối với Tiên là nhiều lắm đây. Wow, nhìn đẻ quá luôn. Có lẽ là ốc này để xem Tiên bắt không, chứ nó đang có đẻ trứng á, với lại bắt lên ăn thì cũng không còn thiết. Đa số là Tiên sẽ không bắt. Wow, này Tiên mới biết là cái ốc này trứng chẳng khác gì cái ốc đắng với ốc ra hết trơn.
chắc là một dòng họ của nó rồi. Có khi là F1, F2. Nó chưa nói tiền thẻ lại để cho nó sinh sản nha. Chưa bắt lên ăn thì cũng không cần thiết. Có rất là nhiều loại ốc tiên sẽ lượm lên để ăn. Ở chỗ này làm mè thương lái mua khoảng 300 nghìn một ký thì tiên sẽ bắt rồi. Bây giờ thì tiên mới phát hiện ra một con cái nóc gai. Con cái nóc gai này á, thịt ăn cũng ngon lắm. Ở ngoài tiên rất là thích ăn luôn. Con này mình đụng vào thì nó sẽ tự vệ bằng cách nuốt nước và phình lên tựa như cái quẻ cầu gai vậy đó. Bởi vậy cái con ké nào mà chẳng may đớp nó phải thì nó xình phình cái bụng lên là chết con ké luôn. Giờ thì tiên sẽ bắt và bỏ vô. Được thêm một con hải sâm gai nữa. Con thứ hai của tiên. Cứ được một con như này là còn thêm 45 kê. Tiên thấy ký hiệu nháy đèn rồi. À thì ra là nháy đèn để cái con ké kình này tiên bắt. Nó để chạy lại phía của tiên. Tiên đã bắt được đồ đây. Con này thì cũng to nè, cứ 4 con 1 kg. Không biết là ai đây. À, hình như là em Trương. Đúng rồi, em Trương. Ôi, em Trương được con bạch tuộc với lại rất là nhiều ké nữa nè. Đấy, em Trương đi đầu tiên mà lặn biển như thế này thì bắt cũng hoài lắm chứ không phải đùa đâu. Thường mới tập lặn thì mất em tiên phải đi sát bên để kèm. Thí dụ mà có những tình huống xử lý thì phải chỉ bảo. Loài hoài thì đã tới giờ lên rồi. Quả thật thì tăng giờ không có hải sản gì hết trơn á. Đi 2 tiếng ở dưới nước mà tiên chỉ quay được có 10 phút về chọn lọc để đăng cho cô chú anh chị xem. Không phải là cứ nhảy xuống biển là sẽ có hải sản nhiều đâu. Có nhiều lúc đi không có gì hết trơn á. Cho nên tiên cũng muốn đăng những hôm có hôm không để cho cả nhà hiểu thêm nghề lặn biển của tiên là nó như vậy. Còn một đèn sống. Đèn sống thì sẽ bỏ xuống đuôi luôn. Cái gì à? Còn bạch tuộc này 4 kg luôn. Lạnh dù cái tay luôn. Đây kia sao được con một đen này. Rồi, đó thành quả dây rồi. Tí nữa đem mình dầu dẹp lại. Giờ thì giờ đồ khô cho ấm chơi dù quá. Đây giờ thì bác đem lại thay tài này. Anh Hai, em Huy, anh Tâm với anh Tám mình đã chuẩn bị nhảy xuống biển để săn bắt hải sản. Nói thật thì nước lạnh rất là ngán luôn. Thành quả thì cũng anh em cũng đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi. Ngày mai về lại đây Phú Quý thì sẽ dồn vô trong cái vườn này để xách vô cho thương lái người ta lựa luôn. Đây là một bịch cái kình bắt em để mua lại này để dành ăn. Cái kình này ăn tươi ngon lắm. Giờ thì phù đỡ sợi cái sợi dây này nha. Lạnh quét con chú chị rồi. Cứ mỗi khi lên là tiên sẽ mặc đồ khô và mặc thêm cái áo ấm cho nó ấm. Như nước tháng này nó lạnh như nước đá non vậy đó. Giờ thì anh lỡ với dây đồ khô. Bạch tuộc còn sống luôn. Đỡ vài đôi cho vài đùa. Vẫn
nay thì anh em mình bỏ xuống kiện để nuôi sáng vô bán luôn. Ở đâu? Trời nó chúa cái chỗ này lại trời. Trục xuống luôn chờ đó vậy, trục xuống luôn chờ. Chui vô rồi. Mình chầm thêm đá vô cái hộp số 4. Quá nhiều quá. Mấy anh em mình cũng đã muối xong, giờ cứ việc đại lại về nghỉ ăn cơm rồi ngủ một giấc, tí thằng nữa là mấy anh em mình được khỏe rồi về tại đây Phú Quý đấy. Rồi xủ rồi mặc đồ khô này xong nha. Đấy, quy trình tăng đầu tiên của mấy anh em mình là như vậy. Cái thằng thì tăng này rất là thưa thớt luôn, anh em đổ đâu đó khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu, có khi là không tới 3 triệu. Tăng giờ là mấy em phải gọi là không có đó, cái này thừa nước lạnh về hàng hóa như thế này thì không sắm tía vào đâu hết, nhưng mà may mắn thì bù lại có tăng kia tăng nọ, chứ tăng này cũng nhiều thì anh em tiền đâu về cất. Nói chung biển thì biển rẻ là như vậy đó, có hôm có hôm không, có hôm thì rất là nhiều, có hôm thì không có con gì hết. Rồi có lẽ là video của team cũng xin tạm dừng ở đây, nên cho thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Mọi người hãy cho Tiên xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tiên nha. Không bao giờ thì Tiên chào mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Chào thì bye bye.